Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể đại hội, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên diễn ra trong không khí tưng bừng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân nô nức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Để chúc mừng cho đại hội thành công, đạt kết quả tốt, đội văn nghệ phường An Biên xin trân trọng gửi tới đại hội chương trình văn nghệ ca múa nhạc đặc sắc chúc mừng cho đại hội hôm nay. Chương trình được kết nối bởi các tác phẩm Vinh Quang Lê Chân. Quận Lê Chân là chiếc nôi cổ xưa nhất của Hải Phòng ngày nay. Trong niềm tự hào đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lê Chân luôn phát huy đoàn kết thống nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết các cấp, chương trình, kế hoạch của quận, xứng đáng với truyền thống quận Lê Chân anh hùng của thành phố Cảng anh hùng. Trang ấp An Biên xưa dày sóng bạch đằng, Lê Chân hôm nay trước thời đại mới, truyền thống Lê Chân hăng say trong chiến đấu và xây dựng. Vinh quang Lê Chân bên dòng sông Cấm, bao tháng năm gian lao vượt thác vượt gành, Lê Chân hôm nay bước vào ngày mới, mỗi góc phố con đường đều gắn với bao nhiêu kỷ niệm. Bên dòng sông Cấm, lớp lớp công dân Lê Chân phất cao cờ quyền thắng, trên quê hương trong dáng kiên cường. Vinh quang Lê Chân bên dòng sông Cấm, lớp lớp công dân Lê Chân phất cao cờ quyền thắng.